Ok, vào chiến lại luôn nhé bạn. Hello tất cả các bạn nha. Mình với Bảo vào đập cái con boss người xương luôn, nhanh gọn lẹ. Chiến tiếp cho nấu luôn rồi này. Đúng Đây rồi. đây đây qua sao Phải 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 để đồ vô đó. Trận chiến cuối cùng nha bạn. Mà bữa giờ trận chiến cuối cùng 4 tập rồi lần thứ đó. nào Con boss người xương nó trâu. Mà kiểu anh em mình quánh chưa khi nào mà nó spawn ra con xịn nữa bạn. Nhân phẩm như liền luôn. kiểu xui vãi luôn. Ok. Đây, tắm lại cho nóng em ơi. Rồi ủa cái chỗ boss đâu ta? Đây, em sử dụng con gì? Mắt nai phải Ho mắt này cút ra rồi Silver gồm nai một các bạn. Con này mạnh như đời tới, con này tập trước mình chỉ bảo bắt được. em giờ như hồi G1 nha anh chứ Là sao em cầm con nào? em cầm G1 Ok, em cầm con nào phải đứng tăng mới được nha. tăng cho con game đủ tăng mà Đúng rồi, là mình sử dụng cái con Apex Dodo Reaper ở bàn quánh. Ở đâu ta? nè tôi leo em đi Ok, thấy rồi, thấy rồi. em vẫn đánh giá cao con này vẫn hơn con kia ta Đâu có em đúng không quánh đâu có con nhiều bacon đạt này đâu. nó mạnh hơn không anh Không biết, nói chung không biết. chơi nha Quánh cái con người xương luôn phải không? đúng rồi Và cho trâu này dễ mà. Với lại kiểu mà sao ngán hơi các bạn, hơi mãi hơi. anh đứng xa ra anh đứng Đúng rồi, đúng rồi, đúng xa rồi. Sợ có mấy con boss nó cứ mà nó chạy lại gần thôi. Hơi sao có ngán. 10, 11 triệu Nó à, ngán thiệt luôn, một triệu ngán thiệt á. Nên tăng cái tiếng lên lớn lớn chút. dạ Đó. nè anh ơi Nó không? nó sao không Đây thấy đây con đây nào đây. gì sao thấy nó vẫn còn tí hai vậy Vậy là quánh chưa dính. ơi nó đạp em văng ra xa nha Anh quánh không dính, vụ xích lên xích ra đây. Vụ được không? nè nè anh nó đứng yên rồi anh đánh đi anh đánh đi xa nữa chứ một mình ghê vậy Không dám lại rằng bố ơi. không anh có chiếc chiêu vũ mà không sao đâu Xa quá mình quá không tới rồi. Ví dụ như con boss này thử. Ôi, ví dụ như con Titan God nè. dính nào một cái nữa trời không có tác dụng luôn Không có tác dụng. rồi yeah, không Có có nào rồi, tính ra là tới công chuyện đúng rồi. Không có tác dụng đúng không anh Như vậy rồi thôi vậy là cút vậy là cút mà lại tới lại là hình như là không có tác dụng với mấy con xương rồi luôn quá anh đang bị bu bơi nhìn cu anh thôi em nhìn cu anh xong quậy nãy lên này coi như bỏ các bạn ơi chạy cháo kìa á Nó spawn ra cái xác con người trang mình luôn các bạn. Apex. Không có tác dụng
game hay. Cái gì có tác dụng với cái con ô này. Không có tác dụng các bạn ơi, phải rồi. Không, nhưng mà mấy con xương hình như là anh quánh nó chết rồi bạn. Đó, chứ phải đó bạn, chết rồi. Có tác dụng. Cay thật sự. Nhưng mà em cứ quánh con đó nha, để anh lại đây anh dụ mấy boss này quánh thử anh. Đây nếu mà dụ mấy boss này. Không có tác dụng luôn. Anh sử dụng con mắt nai nha. Anh sử dụng con mắt nai thử. Sơ bờ nai. Cứ quen nó gọi là mắt nai. Mạnh như chó. Vàng vậy dám tay lè vô nghe. Mạnh lắm. Không vấn đề thôi. Chỉ có đều giáp nó hơi kém hơn so với con kia thôi. Con này cũng mạnh các bạn. Rồi tính ra con này quánh hình như là đam còn mạnh hơn con của em đúng không? Nè, trừ ra. Đó. Thấy nó trừ không? Anh thử thử coi. Nè. Em lên luôn rồi đó. Đó, chịu mấy vậy? Chịu mấy. Nè, ba chết nè, chết nè. Dạ, trời ơi, ném gãy cánh luôn nha. Kìa em thấy, 1.8. Nói chung là hai anh em mình quánh thấp á. Lẹ hơn. Có cảm giác lẹ hơn nhiều. Em quá mà lỗi với con xương này. Ờ. Dạ, nó mà xì bò nâng nhận đi. Cứ sẽ bao luôn nhà nên sử dụng của anh lại con Abet thử. Nó nghĩ sẽ bao boss luôn đó bao. Không, nó vừa tới lúc sẽ bao nó đang đánh em. Đó giờ mới nhắc. Nhắc vàng, nhắc vàng. Tôi cảm giác giờ chỗ cái cục đó nó thấm. Ba ngày liên tục rồi, ngày nào mình chỉ bảo vô quánh con này. Quýt nó cái nhìn ngán luôn. Chết chết rồi bơ. Chuyện đừng có lên đây. Là cho con robot mà dọc bên kia luôn báo nó đi. Nó đi làng hàng. Chứ mà cháy hội quá anh đi. Anh nghĩ còn con nào mạnh hơn con Baker Griffin này không? Còn Mark Winbush đó.
Ăn phải ạp mấy tỷ. Mà nó ạp Win Bus thì nó vô lý rồi. Win Bus nó đâu có tồn tại mà tự nhiên đâu. Tên nó đã là quyền thoại luôn ha. Chết. Chết rồi bói, chập chết rồi. Nghĩa nó sẽ bọn đôi con chết. Thì bọn mình cho ra gạch gì các kiểu rồi. Bánh mang boss này nó chắc mình té luôn mày. 12 triệu nữa kìa. Thịt liễu đi bao. Con này ra boss gì? Đó. Con gì vậy? Đây con gì rồi? Chết chưa? Chết rồi. Con không thấy bóng dáng con gì nhân vậy? Ủa? Ủa? Nó cho cái mi skeleton gì cơ. Mi skeleton. Là cái nào? Mystery Lemon. Em đâu có gì đâu anh. Bốn cái xương bắt chéo nè, đây là đã lát gì nghiên cứu, đây là gì nghiên cứu. À, cái à, cái đó là tăng đam á anh. Chứ tăng đam cho thú mình á. Bỏ vô thử đi. Bỏ vô đâu? Vô custom á anh. Là nó phải thế cái gì á. Đâu quá tiền đặt gót thì vậy. Nó từ bỏ ra một quýnh. Bớt mấy con boss này luôn đi ba. Ủa? Cái con mắt ma đó là như là bánh nó cũng ra được cái bản tem đúng không? Em thử nó luôn. Đâu rồi nè. Không mình chịu hồi đâu quánh. À có chịu hồi con bao nít ra quánh nè. Ờ. Ok. Chịu hồi luôn anh. Lấy đồ. Như con nói chịu hồi thế nào để anh em mình gặp được con quái vật ra cành rồi. Bữa nay không được nữa mơ chứ. Chưa quay với mình pháp sư quá bạn. Chưa con quái vật ra cành nên làm thế nào để kiếm được đây. Rồi có cái lọ Dino Rebellion gì nữa nè. Tăng sức mạnh trong vòng 5 phút. Đây. Ôi, tính ra lọ này dễ chế đó bạn. Đã giờ. Tăng sức mạnh trong 5 phút mà. Ờ, 77 triệu nè, đến uống thương cái. Ủa cũng vậy mà. Hay là cho thú uống thôi.
cho thú uống đó mà. Tôi bay vô tôi uống luôn. Ai đủ chơi nè anh ơi, chơi chiến đấu tao luôn hết chưa, vô luôn tao luôn, tao luôn, tao đây tao đây tao đây. Dino ối gì vậy, ối mới qua bển mà. Anh chế cái lọ Dino rebalance vậy mà thử á. Dino ủa mình có đọc gì cái mà dịch nhầm không ta? Dịch nhầm nữa. Mấy khúc xương thì là gì vậy? Mấy khúc xương này là báo tăng phần trăm đam gì nữa. If within custom lot, it will be buff melee dam by 2% là bằng 2% only usable on Anaudino. Là mấy cái gì? Thì nó sẽ tăng đam lên một cái con kiểu sao ta? Nói chung là nó tăng đam phần 2% đam hay sao anh? 2% gì không? Nói chung là điếc đúng không? Nói chung là không biết á. Chỉ biết chung... là nó tăng đam mà. Cái mod Eternal này tới đây mình chỉ bảo hơi bí bí rồi đó mày. Vẫn giờ nó không ra gì hết, chết luôn. Khó vậy. Đây tập này là thấy không có kết quả nữa. Xong rồi nè anh ơi. Xong chưa? Xong rồi. Must kill 2 bound Temple versa. Phải, 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 phải. Hồi nãy cái gì nè? Cái con Colossus là nói thiếu gì? Thiếu 2 Soul Nova với Soul Bitcoin anh. Game đi ba Pioneer, ba báo không được. Còn tính ra anh em mình còn thiếu boss Ascensi với bao. Boss Ascensi gì vậy? Để tiến hóa con kia lên mạnh con. À, chung người em cầm nè. À. 8 boss Ascensi. Nhiều chưa? Ý anh là nhiều hay là ít chứ. Nó cần 15 mà em đây mới đây có 8 rồi. Nhưng mà đây ha. Chạy đi, thử đi. Cái nữa các bạn. Ứng mít silver hả? Không gửi con AB. Cái gì ra, con gì ra? Con kêu bánh không có thấm. Không thấm. AB đồ Ripper đúng không? Rồi bắn thêm, đứng em bắn thêm. Sao? Sao mà? Sao? Ủa con đó là chụp cuối luôn ở boss, boss, boss. Ở trong nào, chụp nào bắn? Chụp gói boss luôn anh. Chụp gói boss này có không ta? Chụp gói boss này không biết có bao phèm không? Có chẳng ra phải không? Anh thường quá đúng rồi, chẳng ra không kìa. Không từ từ thôi, nó chết luôn á. Anh thường rồi. Ôi trời 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 trời. Một cục vô đầu nó được nhắm mắt. Đó anh. Cái nào không? Chẳng thường được anh. Rồi em cầm nha, em cầm nha. Cái này chết. Đó. Nè 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 ra con tem được nè. Ủa?
phát. Ủa dạ. Sao anh đây ở hai ta? Ghép rồi, giết con bậc 3, con bậc 2. Cái đờ mờ. Ê, chết luôn kìa. Chưa chết mà, chưa chết mà. Nhập lên 8. Hơi vô lý xíu. What the hell. Con này giết con bậc 2 để ra được 1-1. Giáp lắm. Chết chưa? Chết à. Không có mẹ gì luôn. Mày ngố kỳ vậy. Đúng rồi, nó tỷ lệ 10% thôi mà. Vậy là con rót đó là chắc chắn có không? Ôi sao chết rồi. Nó đang dựng máu, có nghĩa là chết. Con rót đó nó sẽ cho mình tỷ lệ phần trăm ra con tem được 10%. À đúng rồi, giết nó là nó có tỷ lệ nè. Đúng không? Quá là chuẩn luôn. Thiếu Simon. Thiếu 10 cục summon thôi. Ok, đem. Thiếu 10 cục thôi hả? 10 cục với lại polymer. Tao dài trăm cục thôi. Nó là bấm chế nhà luôn rồi đó. Chế bot rồi. Chế bot nhà máy gì nó ra luôn. Hơi mất tập trung xíu rồi nha. Thôi nắm hai con này nó không được té luôn các bạn. Mời vào chắc mình pháp sư mới được. Bao rít lại nha anh. Ok. Thôi tem được con bao rít. Chứ giờ quánh mấy con này là chỉ phụ thuộc vào may mắn đó. Chạy sơ số. Đúng rồi, series này là thấy chỉ còn quánh boss thôi bạn. Hết rồi đó. Không biết còn con nhỏ mới không? Đây lên trên workshop coi thử. Mà lên workshop coi thử. Nhìn mấy cái thứ đồ lạ liệt. Không biết kìa. Này mỹ nhiễm với lửa thôi. Nếu mà cho nó không thở được quá. 10%. Yeah. Ở đó con này rất là kinh khủng rồi. Gì luôn trời. Anh đen vãi. Em cũng đen không kém anh. Không có gì luôn kìa. À, ý trời anh ơi, ý trời nó cho mình chơi số số rồi. Rockwell là con gì vậy ta? Quèo lăng bot á. Số số mà. Số số ơi. Số số hả? Ok. Nói số số vô vui. Ê gì á? Mới chịu họ đó mà. Ủa? Nãy còn dư con mà. Em mới chịu họ con ba cành overlock hay chưa? Đúng rồi. Cho bánh nó lẹ đi. Ra. Đúng rồi, giờ chỉ còn
còn cách chơi xổ số đó bạn ơi, quánh mấy cái con bay cạch overlock thì may mắn nó cho mấy con xịn xịn đúng không? Ba ơi, cái game này muốn chơi không? Đó, chiều hồi giải trí đi. Cào phát đấy. Thôi ra chơi giải trí đi. Anh đùa em. Kiểu mấy Origin giờ giải trí rồi. Kệ ra con người đá cây số số đi bao. Quánh bằng được con đó được không? Không, không được anh ơi. Quánh này cạp mất xác mình không có làm ra lava rock. Ủa vậy sử dụng cái gì? Con không được nghĩ. Chúng ta bữa giờ con này chưa quánh mà. To! Ui! Ui! Thôi ăn cất rồi. Chạy. Ui! À, nhân phẩm vậy. Wow, con này nó tem ơi, nhưng mà con này kiểu mà nhìn cái hệ chiêu của nó bạn hơi bị dữ luôn á. Ba cành gì rồi bay. Con nó xịn á, con nó xịn á này. Phải phải, em còn máu không? Còn máu không? Máu gì máu hết hả? Ờ. Còn 32 lọ. Về lấy đi, về lấy đi hả quánh á. Anh về đi, anh về đi, em còn đủ chơi á. 32 lọ hả? Đúng rồi, em đủ chơi, em đủ chơi. Rồi. Ủa sao nó đứng yên vậy ta? Ừ. Cho anh mười mấy lọ đi. Mười mấy lọ chết đủ rồi. Thôi về. Bỏ vô. Em dục vô người con này. Rồi. Vậy chưa? Phải lọ hot đó nè. 16 tỷ. Hơi căng à, hơi căng à. Ủa anh đánh con đó luôn hả? Không đánh con bay cành hả? Nha. Chơi. Má mạnh chứ dạ, chơi chấp luôn vậy. Hiểu nha, hiểu nha. Chấp hả cha? Chấp. Ôi trời ơi. Thôi tính ra gì anh đã test con kia thế rồi. Hả? Ủa, mà tính ra cái con đó nó đứng im luôn vậy. Lộn rồi. Tao quánh không hề hắn gì luôn vậy. Quánh kiểu đồ chậm chịu. Khi đi mặt ra các bạn. Bảo đứng im đó đây anh. Nhìn nào. Cái combo gì không trừ đam mẹ chứ mày không mất áo nữa kìa phèn anh phèn vãi luôn mày. Anh lấy con demonic tôi chơi thử đánh thử được không anh? Chúng ta nó đứng im cho này mình đánh luôn. Mà đánh còn lâu nữa. Anh sử dụng con Terabot của em không? Đúng rồi, anh lấy Terabot nè. Ủa, con quỷ này làm gì có chiêu đó anh. Chịu không? Từ 10
chịu. Nghe ta 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 đá thôi mày chứ chịu không không không. Nhưng mà anh vẫn còn một cách rất là xịn bó. Tại sao mình không gọi hết ra luôn cho nó quýt? Chắc rồi bà. Nó đi lên đặt một mát còn con. Sao cũng ăn game rồi. Còn có pin G mấy nữa thôi. Em đang cái G1 hả? Em đang cái G1. Trời ơi nó mới được. Đó. Đâu nào đi hướng 2 triệu mấy chứ à? Anh lấy Nova ra chơi luôn anh. Đúng đúng đúng. Chưa chưa đúng lắc không ạ? Nova nó ra là khỏi chơi luôn. Rồi nghe tiếng nó ngoài tới. Thánh sáu rồi qua tới. Lấy Silet ghi ra nó đủ thứ nè. Đúng rồi, còn ghi ra. Hai con tắc ta nữa. Trời ơi, lắc quá. Nãy giờ nó cầm được 4 tỷ hết. Ủa luôn ghê, cái con boss revenge bên kia nữa. Thấy chắc gọi con Nova vậy quá. ba tức lại là rồi hết xong rồi không quản cùng đi vô đây nữa. Gì ba anh qua Nova giỏi khóc khi vô đây lắm. Nova lắc gì chó nó một tí à gì nè tắt ta vô rồi gì trời. À, thấy Gigan có thấm kìa bảo, Gigan vô thấm rồi. Không không? Không. Nó chứ còn Gigan nó chưởng em làm cái xuống đất luôn rồi đó. Con nào quánh lắc chứ cơ. Con anh. Con anh chứ đều một nít Ripper. Tính ra nó đứng không cho quánh rồi mà nó còn vậy rồi. À cái con Terabit gì nè. Với lại cái con kia là chưa nổ. Tao biết ngay là mày chưa nổ mà. Đúng quá. Nổ đúng không anh. Anh biết sao không? Tại cái này mình chạm không? Anh chạm không có nhai. Ví dụ mà để không phải thì nó sẽ khác á. Ra quánh được nữa ta. Rồi. Select Griffin. Chào đồ đồ lết. Chào lết Griffin. Còn lại có select Griffin anh. Sẽ bị lết Griffin. Có thêm một sợi bị đít vô.
sẽ bị đi xin lạc leo hả? Cái này mình chưa hết đội quân luôn rồi đó. Chưa, còn mấy con rồi. Còn đứng đợi chú đi kinh nha. Chưa đi cầm dễ dễ. Tính ra đây. Ra đây nghỉ giải lao đi các bạn ạ. Giữa giờ hiệp 1 á, hiệp 1 quá. Như là con đem con đứt tipper này nó bị lắc nè. Con này nó cho mình gì? Cho mình con tem mà. Gì cho mình con tem con này luôn hả? Hình như có. Ta. Ê bị đỉnh nha. Ê nó bảo là OB mod đi đâu kìa. Là bên hình hai rồi nó là dòng bình tĩnh. OB là over power. Đâu em dịch ra thử cái bên cần OB mod chi view rồi. Đi đâu again. Đó, spawn từ chịu hồi từ cái con ba cành từ deadly để deadly chết khi chết đúng không? Luxus là cái gì ta? Không biết cái cục đó không biết dịch từ à, nghĩ nó ra cho ra cái bản tem không? Em nghĩ cho những mấy con kia nó đứng im không mà sao bảo nó có quánh không vậy? Nhìn nó về là đủ tiền. Chứ làm gì quánh chậm chứ nguyên một tim quánh như 15 tỷ. Em thấy con không đi đánh hả? Ờ mấy kia nó đứng không à? Thì lát đánh nè, em đánh nè. Là anh quánh tiếp cho tụt nhanh đâu ơi. Đó các bạn. Đánh.
nhiều quánh mình thấy chứ cả ba con rip phin nó hợp lại là quánh là được rồi. Mới thấy cục gì bảy màu bay lên nữa đúng không? À, ba thằng quánh cấp kỳ luôn. Tại mình quánh mình spam chiêu, còn mấy con kia nó quánh nó đâu có spam chiêu đâu. Cho con kia ngừng lại đi hết không? Con là hai. Con 50 triệu đi hết cho nhận. Rồi, go. Cây nhất là cái lúc mà kiểu mà giết chết đó các bạn, tốn công tốn sức để nó trả cho cái gì. Ở đây em coi bánh nha, coi bánh nha. Cái nào không, cái nào không. À rồi rồi rồi. Bánh thường các bạn, đừng có bánh bằng lửa. Em đang lửa cho nó xuống nhanh nhất. Bánh thường ngon hơn, bánh thường dễ spawn. Tím mình luôn bạn, quét nhỏ tím mình luôn. Chết. Đổ thiệt luôn hả bạn à? Thiệt luôn hả? Kệ, con gì bên đây nè? Con cứt gì vậy? Con này metal bên kia. Ồ. Con cứt. Ồ. Lao mà xin mod rồi. Đấy quánh. Đấy cái mod thì chiếc mày gỡ mod. Quánh muốn cục luôn em. Quánh muốn cục luôn, chá đi mẹ vậy luôn. Không mà tại thiệt ra anh em mình chưa ngâm cứu á ơi, đúng không? Mình cứ vô mình đánh nó hên xui không. Không sao anh ơi. Rất là mệt nha. Thôi té mà, mời đi mà. Té các bạn ơi, để mà mời mình nghiên cứu quy trình để quánh mấy boss này, chứ quánh gì hoài nó không ra công chuyện gì hết. Mà trầm cảm luôn. Nó chưa ra công chuyện gì hết. Phải chướng đi xưa. Rồi té nha ba, mời tiếp. Ok nè. Bye bye, bye tất cả các bạn, mai chi tiết mà để mình nghiên cứu quy trình quánh boss rồi chứ quánh kiểu mà số số hên xui gì vậy không ổn. Cái ngày nào vô tốn có tiếng đồng hồ không có thu hoạch gì hết. Tàu lao vậy luôn. Mai anh coi nghiên cứu quy trình nè. Chúng ta phải đặt ra kế hoạch rõ ràng. Cái này kiểu giống như chơi su đề các bạn. Ra tàu lao luôn. Chết luôn, cả tiếng đồng hồ anh em. Rồi, mai tiếp.